xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Và hôm nay 13 tháng 6, hãy cùng mình điểm lại những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Sau 2 năm bên nhau ngọt ngào thì ngày hôm nay 13 tháng 6, hot streamer Chris Pan và bạn gái Mai Quỳnh Anh đã chính thức tổ chức hôn lễ tại Phú Yên, cũng chính là quê nhà của cô dâu. Cặp đôi Chris Pan và Quỳnh Anh là một cặp đôi được nhiều cư dân mạng ngưỡng mộ bởi đã mang tới một cái nhìn tích cực về tình yêu trong giới showbiz, vốn đã lắm nhiều thị phi. Trên trang cá nhân, cặp đôi vẫn thường đăng tải những khoảnh khắc dễ thương, bông đùa bên cạnh nhau. Đặc biệt, những fan yêu mến cặp đôi này chưa một lần thấy họ đôi co, hờn dỗi hay là dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho nhau trên mạng xã hội. Trong giờ phút thiêng liêng của hôn lễ thì Chris Pan vẫn giữ khuôn mặt và biểu cảm khá lì lội của mình. Điều này khiến cho fan đùa rằng nhìn mặt anh này chẳng khác gì lúc livestream cả. Kênh YouTube của Chris hiện đang có hơn 5 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó thì cô dâu Mai Quỳnh Anh cũng là một diễn viên trẻ được nhiều người yêu mến. Từ ngày quen và yêu Chris Pan, cô nàng cũng làm đa dạng thêm bộ sưu tập hình ảnh của mình bằng những khoảnh khắc lầy lội, hài hước không kém gì chồng mới cưới. Mặc dù Nhật Bản luôn được đánh giá cao là một quốc gia có cách hành xử và lối sống vô cùng văn minh, nhưng mà quả thật là ở đâu thì cũng có người này người kia. Mới đây thì một CEO ở Nhật Bản đã bị nhận vô số gạch đá trước một dòng Twitter với nội dung coi thường shipper Việt Nam. Nguyên văn nội dung đoạn tweet của KH, CEO người Nhật nói trên như sau: Starbucks ở Hà Nội gần đây có nhiều tài xế GrabFood với bộ dạng bẩn bẩn thường xuyên lui tới, định hướng về không gian thư giãn của Starbucks đang dần bị phá vỡ. Phía cửa hàng nên xem thế nào đi thì hơn, nó chẳng còn là một không gian thư giãn hướng đến sự cao cấp, thanh lịch đồng nhất trên toàn cầu mà bản thân Starbucks đã xây dựng. Chính những yếu tố dễ nhìn thấy trong thái độ thô lỗ vô duyên một cách vô cớ của KH, nên khi đoạn tweet này được đăng tải thì nó đã nhận về được rất nhiều phản ứng tiêu cực của cộng đồng người dùng Twitter. Hàng loạt gạch đá đã được ném ra khiến cho KH phải vội chỉnh sửa trang cá nhân của mình từ công khai thành riêng tư. Tuy nhiên thì điều này vẫn không làm cho làn sóng phẫn nộ dừng lại, đặc biệt là trong cộng đồng người dùng Twitter ở Nhật, rất nhiều người đã bày tỏ thái độ tức giận cũng như là xấu hổ trước hành động của KH. Hiện tại thì bài viết của KH vẫn liên tục nhận về những bình luận tiêu cực. Ai cũng kỳ vọng là KH sẽ sớm lên tiếng xin lỗi về những thứ mà mình đã nói ra, bởi đó không hẳn đơn thuần chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn phản ánh phần nào về thái độ phân biệt vốn đã được toàn thế giới lên án và bài trừ từ lâu. Dù mới chỉ mở cửa được 3 ngày nhưng mà công viên nước Thanh Hà đã phải đóng cửa và tạm dừng mọi hoạt động sau những lùm xùm trong thời gian vừa qua. Theo thông tin ban đầu thì công viên nước Thanh Hà mới chỉ có giấy phép kinh doanh chứ chưa có đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý khác. Sau khi bị nhiều khách hàng tới trải nghiệm và phản hồi về nước bẩn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn thì trong sáng ngày hôm nay, trước khu vực cổng của công viên nước Thanh Hà đã đặt tấm biển báo tạm ngừng hoạt động với nội dung: Công viên nước đang trong thời gian duy tu, bảo dưỡng cho nên tạm dừng mọi hoạt động, mong quý khách thông cảm và hẹn đón tiếp quý khách trong thời gian sắp tới. Được biết vào chiều ngày 12 tháng 6 trước đó, một số người dân khi đến vui chơi tắm tại công viên nước Thanh Hà đã phát hiện một bé trai có biểu hiện đuối nước nên đã nhanh chóng vớt lên, thông báo bảo vệ và bác sĩ tại đây. Sau khi được sơ cứu tạm thời, em bé đã được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã mất vào khoảng 5 giờ sáng nay. Hiện tại thì chính quyền địa phương đã lập biên bản xử phạt hành chính và ra thông báo đình chỉ hoạt động của công viên nước cho tới khi giải quyết xong vụ việc. Nhiều ngày nay thì dư luận đặc biệt quan tâm đến scandal lộ ảnh nóng của một diễn viên quần chúng tham gia sitcom siêu quậy. Được biết thì nữ diễn viên này tên là Lê Thu Hương, sinh năm 1999 và hiện đang là người mẫu và là diễn viên tự do. Khi mới chỉ tham gia ghi hình 2 tập phim, những bức ảnh khỏa thân phản cảm của Lê Thu Hương dưới hồ sen đã được phát tán lên mạng xã hội. Vì nội dung sitcom liên quan đến lứa tuổi học trò, cho nên những hành động của nữ diễn viên này đã khiến cả đoàn phim bị liên lụy. Sau khi cắt toàn bộ các cảnh quay có xuất hiện Lê Thu Hương thì đoàn phim cũng đã hủy hợp đồng với cô. Ekip làm phim siêu quậy trước đây cũng đã từng vướng vào những sự cố lộ clip nhạy cảm như của Trâm Anh hay là việc cu thớt bị công an bắt vì sử dụng ma túy. Giám đốc sản xuất Nhật Thủy cho biết là cá nhân cô và những người còn lại trong ekip đều cảm thấy vô cùng áp lực. Cô khẳng định là khi hàng loạt sự cố đã xảy ra, đoàn phim không chỉ thiệt hại về mặt hình ảnh mà còn mất rất nhiều tiền bạc, công sức. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện nay thì tất cả các nhân vật đã gây ra điều đó thì vẫn chưa có bất cứ lời xin lỗi nào tới ekip. Nhật Thủy cũng đặt ra câu hỏi về việc đưa Lê Thu Hương ra tòa vì đã phá vỡ hợp đồng, trong đó có những nội dung là phải giữ gìn hình ảnh cẩn thận. Về phía Lê Thu Hương thì mới đây người đại diện của cô đã chính thức lên tiếng về những lùm xùm xung quanh bộ ảnh nhạy cảm trong suốt nhiều ngày qua. Người này cho biết là đã nhờ cơ quan công an để mà truy tìm kẻ tung bộ ảnh khỏa thân của Thu Hương lên mạng. Sau khi tìm ra thủ phạm thì bên phía Thu Hương sẽ buộc họ phải đính chính và xin lỗi công khai trước dư luận. Liên quan đến vụ việc BI, cựu thành viên nhóm Icon chính thức rời nhóm trước nghi vấn sử dụng chất ma túy, thì mới đây các phóng viên tại Hàn Quốc cũng đã tìm được thêm nhiều tin tức mới móc nối với scandal trước đây của TOP, cựu thành viên nhóm Big Bang. Cụ thể thì nhân vật A trong đoạn tin nhắn với nội dung giao dịch chất gây ảo giác với BI là Han Seo-hee, nữ thực tập sinh này từng dính líu vào scandal sử dụng cần sa của TOP ở Big Bang. Vào năm 2017 thì cô gái này đã bị phạt 4 năm quản chế, còn TOP thì bị thuyên chuyển từ quân ngũ sang phục vụ cộng đồng. Theo trang Naver đưa tin thì Han Seo-hee đã bị bắt vào tháng 8 năm 2016 vì nghi ngờ là tàng trữ buôn bán ma túy. Cảnh sát đã tịch thu điện thoại của cô và tìm ra cuộc hội thoại với BI về việc mua bán chất LSD, một loại chất gây ảo giác. Trong phiên thẩm vấn vào ngày 22 tháng 8 năm 2016, Han Seo-hee đã xác nhận việc cô có mua bán chất SLD.
Han Se-hui cho biết là vào ngày 3 tháng 5 năm 2016, cô đã giao thuốc cho BI trước ký túc xá của Icon. Tuy nhiên trong một phiên thẩm vấn khác thì cô lại cho biết là BI đã muốn mua thuốc nhưng mà không thực sự sử dụng. Hiện tại thì Han Se-hui vẫn đang trong giai đoạn chịu án quản chế với án là 4 năm, 120 giờ cai nghiện ma túy và 870.000 won tiền phạt. Nhiều người cho rằng là danh sách số nghệ sĩ dính líu tới việc mua bán chất ma túy của Han Se-hui vẫn còn rất là dài, chứ không chỉ dừng lại ở hai cái tên là T.O.P và BI. Sau gần 2 tuần bị bắt thì mẹ của nữ sinh giao gà ở Điện Biên, mặc dù đã bạc trắng đầu nhưng mà vẫn cố tỏ ra ngoan cố và có những chiêu trò gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Ngày 25 tháng 5, gần 4 tháng sau ngày thi thể người con gái xấu số được phát hiện, bà Trần Thị Hiền bị cơ quan công an khởi tố bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Không hiểu là do ân hận vì đã gián tiếp gây ra cái chết của con gái ruột của mình hay là vì ủ mưu tính kế mà sau gần 2 tuần bị bắt, mái tóc của bà Hiền gần như đã bạc trắng. Thời điểm Cao Thị Mỹ Duyên mất tích vào chiều 30 Tết Kỷ Hợi, bà Hiền thường xuyên lên mạng xã hội livestream kêu gào khóc lóc và tỏ ra vô cùng thương xót con gái, mong muốn cơ quan điều tra sẽ sớm tìm được tung tích con gái mình. Tuy nhiên khi cơ quan công an điều tra vào cuộc, bà này lại thể hiện hành tung mờ ám, khai báo không trung thực, khiến cho việc xác định động cơ gây án cũng như là truy tìm hung thủ gặp nhiều khó khăn. Vừa rồi là những tin tức hot nhất có trong ngày hôm nay 13 tháng 6 mà Gặp Nhau cuối ngày mới mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chúc các bạn ngủ ngon.